Bán cây sim ăn quả bạn ơi. Đây ạ. Bắt đầu cái thời điểm này là bắt đầu là ra nụ ra hoa đấy ạ. Đấy. Sai lắm ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây sim ăn quả nhá. Cái hàng này bây giờ nó đã cao khoảng tầm 1m, 1m2 rồi ạ. Ngoài sim ăn quả thì nhà mình còn có cả cây hoa mua. Là cây sim Thái đấy ạ. Hoa và cây mua Úc nữa nhá bạn nhá. Để phân biệt giữa mua Úc và sim Thái thì mua Thái thì các bạn vui lòng xem ở góc trên bên phải màn hình là đường link đến cái video đấy ạ. Còn đây là những cái cây mua Úc nhá, nhà mình đang bán nhé bạn nhá. Cây rất đẹp luôn đây ạ. Cây to khỏe đẹp. Mua Úc. Đây là mua Thái ạ. Không 97 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ.